Một lần bên em hai, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố, và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Có tình yêu nào không đầy nắng, có hoàng hôn nào không xa xăm, kéo màn đêm.
chứng minh rằng khao khát tôi ai bằng. Đời nhiều trông gai ý chí kiên cường, tôi càng thêm phi thường. Đừng lo chi sẽ có những gì trên đường dài tôi đi. Tôi thấy như đang bừng sáng cho trái tim Việt Nam. Nhau không rời, miền trời bao la bát ngát đây này. Chúng ta vẫn một có thể trả lời một trong hai cách, đấy là nhà vô địch của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Bao ngày qua anh hoài chìm trong hồi ức đã xa, chợt nhận ra để quên những thứ trước mắt. Chờ đợi một người cũng đã bao lâu. Kinh chán à? Là khi cơn mưa chợt đến, anh bỗng thấy nhớ đến em của trước đây. Là tháng năm kia có hai chúng ta đi cùng trên chiếc xe. Đi từ đây ra đến bến xe Mỹ Đình bao nhiêu, à mà đi từ đây mà xa thật tươi Mỹ Đình à. Hai ly vai làm gì mà trên đất thế, em không có tiền đi đâu. Đắt cái mẹ cháu mày, đi thằng khác còn đắt hơn. Kinh chán à? Hãy
Nguyên Trân à,